Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm mặt Phật bà Cẩm Thạch Phúc Hậu. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn. Mặt Phật bà Cẩm Thạch Phúc Hậu bọc vàng 14K được chạm khắc tinh xảo, sắc nét bởi những người thợ hoàn kim lành nghề. Phật bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện, hóa hung khí, đem lại bình an, giải trừ tai ách cho gia chủ. Khi nhìn thấy Đức Phật Quan Âm nở nụ cười hiền từ nhân hậu, lòng ta sẽ trở nên thanh tịnh, nhẹ nhàng. Đeo Phật Quan Âm sẽ được người phù hộ tránh khỏi tai ương, đem lại cuộc sống bình an, hạnh phúc. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 951535 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu, giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.